Chương 1 GTNV phần mở đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Các tin Sa Phu Ryan 17 T cao 1 M95 IQ 500, cung hoàng đạo Draco Cực đẹp trai với mái tóc vàng kim bồng bệnh lãng tử Đôi mắt kim cương đỏ sắc bén nguy hiểm Body chuẩn từng milim sáu múi vạm vỡ Tính tình lạnh lùng máu lạnh có nói chuyện với ai trừ bạn bè và người thân. Chỉ mỉm cười với duy nhất một người. Gia thế chủ tịch tập đoàn đa ngành GSN thứ nhất thế giới, sau sáu cánh có chấm giữa Eric Hoa, Geranit Hắn, 17 T 1 M95 IQ 480, cung hoàng đạo Draco. Vẻ ngoài chả khác gì Ryan chỉ khác mái tóc xám khói, đôi mắt tro lạnh. Tính tình lạnh lùng vô tâm hờ hững với mọi thứ xung quanh. Chủ tập đoàn Energy thứ hai thế giới về vi tính điện tử Thiên Bình Nguyễn Thiên Kỳ Duyên, Demi Nó. 17 t cao 1M78 IQ 360. Cung hoàng đạo Oroma xinh đẹp với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng uống sóng nhẹ, da trắng ngần body nóng bỏng khiến ai nhìn cũng phải vào viện vì mất máu. Tính tình lạnh lùng vô tâm, chỉ nờ dê lạ thôi. Gia thế con gái chủ tịch tập đoàn nT thứ ba thế giới về điện tử Saffu Vanessa Hoang, Vinh. 17 t cao 1m78, iq 380. Cung Hoàng Đạo Phoenix cực xinh đẹp với mái tóc vàng, ống đôi mắt cầu vòng đẹp như dạ Minh Châu trong đêm tối, thân hình chuẩn từng mi Tính tình dịu dàng hòa đồng, hay cười nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng phải siêu lòng. Gia thế, mở đầu. AE ngã trẻ, chắp một tại biệt thự Long Thần. Có chín chàng trai khuôn mặt giống nhau nhưng mang những gam màu khác nhau đang nhìn ra phía cửa sổ xa xăm. Tới lúc chúng ta phải đi rồi, Canvin, AC, Nissan, Jimmy, Clark, Jinio, Nagot. Chàng trai có mái tóc vàng kim. Bùm. Um. Bảy người trên DT. Eric ở lại mạnh khỏe bọn này đi đây bảo trọng. Tám người vẫy tay chào hắn rảo bước ra khỏi biệt thự Long Thần. Hắn nhìn tám người bạn của mình ra đi vì sự nghiệp Turker đang còn gian dở hắn nhìn họ khuất dạng rồi trở vào biệt thự hít một hơi thật dài hắn lấy con Lamborghini Lenveno Roadster 64T phóng tới công ty làm việc. Cùng lúc đó tại sân bay Tân Sơn nhất một cô gái dáng người chuẩn mái tóc đen tuyền uống lượng sóng nhẹ vận bộ đồ thời gieo kính ma bản to che đi 2 phần 3 khuôn mặt khiến cô trở nên thần bí khiến ai cũng ngoái nhìn. Cô có quan tâm những ánh mắt xung quanh mà rảo bước đi như chốn không người. Cô bắt taxi tới một trại trẻ mồ côi cách sân bay 20 số chào mấy nhóc lâu rồi có gặp. Cô gái tháo kính mỉm cười tươi nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. À chị Demi tụi bay ơi chị Demi đã trở về kìa. Đám trẻ hét rồi chạy ù tới ông lấy cô, nó. Chào các em, các em vẫn khỏe chứ? Tụi em vẫn khỏe chị ạ. À, một nhóc trai 6 tuổi. Chị Demi sao lâu rồi mới thấy chị tới đây chơi với bọn em thế? Một bé gái 7 tê. Chị xin lỗi mấy năm nay chị ra nước ngoài có việc bận nên có thể thăm các em được. Nó xoa đầu bọn nhỏ rồi nói tiếp. À đây là quà của các em đây cầm lấy nè. Nó nói rồi cầm một bịch bánh kẹo lớn đưa cho đứa nhóc lớn nhất. a a a a kẹo nhiều kẹo quá cảm ơn chị Demi. Tuổi nhóc. Ung co có, có gì, nó mỉm cười rồi rảo bước đi khỏi cô nhi viện trở về biệt thự Iserflau. Bác Thu ơi, giọng nó trở nên trong trẻo là kỳ. A à, tiểu thư sao tiểu thư có báo tơ cờ để già đến đón. Bà già 60 tê mặt phúc hậu nhìn nó âu yếm nói. Cháu muốn cho bác và mẹ bất ngờ nát. Nó cười rồi ông bà quản gia. Mà mẹ cháu đâu rồi bác? Nó. Mẹ cháu đang công tác ở Hà Nội nghe nói chuẩn bị về rồi. Ui da bác thu ơi phiền bác sách hộ cái này cho tôi cái. Giọng một người phụ nữ ở bên ngoài. Mê mê. Nó hét lên rồi chạy ra ông mẹ mình. Ôi con yêu của mẹ về từ bao giờ rồi thế? Người phụ nữ tầm 39, 40 tê khuôn mặt nà ná đó nói. Con mới về thôi để con giúp khiên đồ nhá. Nó nói rồi xách mấy cái vali loại to đưa vào nhà. Bác thu lát nữa chuẩn bị một mâm cơm thật ngon cho cả gia đình nhá. Mẹ nó. Vâng thưa bà chủ. Bà quản gia con gái ở bên Hàn Quốc con thấy con sống có tốt co. Mẹ nó. Dạ cũng tạm tạm mẹ à, nó. Ung ăn xong chúng ta đi viếng bố con nhé. Mẹ vuốt tóc nó thoáng vẻ buồn rầu. Vâng. Nó đáp, tại biệt thự Long Thần hắn đang làm gì đây? Vi in. Alo. Lạnh lùng bất cần đời. Tao, Ryan. Lạnh lùng có kém. Chuyện. Hắn. Công việc ngoài này bù lù bù loa hết chắc phải một tháng nữa tao mới về ở nhà trong nhà cẩn thận. Ryan dặn. Yêu cây. Hắn. Thế nhé PP. Ryan nói rồi cúp máy. Hay mệt chết đi DC. Hắn nói rồi mệt mỏi lết khỏi giường VSCN rồi cầm con ly mút bạc phóng như tên lửa đến công ty làm việc hôm nay hắn diện bộ vét trắng ca vác màu xám đôi giày da xanh ghi DC làm thủ công của chuyên gia Pháp trong hắn đẹp nay còn đẹp hơn. Kính chào chủ tịch. Toàn bộ nhân viên trong công ty. Hắn có nói gì ra hiệu cho đám nhân viên tiếp tục công việc rồi lạnh lùng rảo bước đi ta xem anh trai đang làm gì nhá. Giờ đang buổi trưa trai gần mệt mỏi nằm bệt trên ghế salon vì từ lúc lên Hà Nội xử lý công việc mà anh có đi suy nghỉ ngơi tí gì trong hai ngày nay. Anh mở mắt tỉnh dậy lết đi trở về khách sạn Weaverlet tắm rửa rồi đến shop miết sắm sửa một số đồ gia dụng rồi về nhà chuẩn bị cho bữa trưa và tiếp tục công việc đang còn gian dở. Nó đang làm gì đây? Con gái à mẹ lại đi anh một chuyến nữa để hợp tác với e, về đúc rồi con yêu à thời gian này con làm gì cả con hãy đi học cho buồn chán mẹ đã đăng ký cho con học trường Red Star rồi thấy nhé hồ sơ mẹ đã để trên nóc tủ tivi ấy bi con yêu. Mẹ nó nói rồi bước đi. Nó nhìn mẹ nó đi mà buồn tuổi chưa đi si hai ngày mà đã đi. Nó lạnh lùng cầm tập hồ sơ tới trường Resta. Hiệu trưởng. Lanh lùng có cảm xúc. Dạ chào tiểu thư có VCG có à, hồ sơ. Bục. Nhớ có DC tiết lộ thân phận của tôi ngày mai tôi sẽ đi học. Nó nói rồi rảo bước đi. Ra khỏi cổng trường nó tới shop Etedon mua sắm một số quần áo trang sức tới tiệm trang sức thấy một chiếc dây truyền hình hoa băng khá bắt mắt. Lấy, gói cho tôi thứ đó. Tiếng của nó và một nờ dê con trai. Tôi đa Bỏ đi. Nó chưa kịp nói thì người kia đã cắt lời nó rồi rảo bước đi. Nó nhíu mày nhìn người kia khuất bóng rồi quay sang người bán hàng. Gói lại nó cho tôi đi. Nó lạnh giọng. Vâng thưa quý khách. Nhận xong gói hàng nó rảo bước tới tiệm bán quần áo nhíu mày lướt qua một hồi thấy chiếc váy trắng nhìn rất bắt mắt nó liền nói. Gói lại nó cho tôi. Nó và một cô gái đồng thanh. Nhíu mày nhìn người vừa nói cùng nó thì khá ngạc nhiên. Đó là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc vàng ống đôi mắt đen lấy tinh nghịch làn da trắng như bạch ngọc nụ cười rạng rỡ so với nó thì nhỉnh hơn một chút. Người kia cảm thất hơi thất vọng nhưng mỉm cười nói. Bạn nói trước bạn lấy đi. Cô gái mỉm cười. Hình như chúng ta cùng gọi mà. Nó. Thôi bạn cứ lấy nó đi, mình lấy cái khác cũng được. Cô gái. À chị ơi có bộ nào giống như bộ này nữa có à? Thật xin lỗi, đây là bộ độc nhất chỉ có một thôi thưa quý khách. Cô nhân viên. À thực ra còn một bộ nữa cũng na ná như bộ này nhưng chỉ là hơi khác màu tí. Nhân viên. Vậy chị cho em xem nó có DC có à? Tất nhiên là được. Nhân viên. Và đúng là nó rồi, màu vàng kim chị ơi cho em bộ này." Cô gái "Cảm ơn chị. Của bạn này nó hợp với bạn đấy." Nó cầm bộ trắng mỉm cười đưa cho nó. "Cảm ơn." Nó cười nhẹ. "Thôi mình đi nhé, hẹn gặp lại." Cô gái cười tươi rồi rảo bước đi. Khoan đã tên cậu là gì nó? Gặp lần hai mình sẽ nói." Cô gái nháy mắt rồi rảo bước đi nó thấy cô gái bước đi khuất bóng thì cũng quay gót đi luôn. Hôm nay tâm trạng nó khá vui vì mua được những thứ đồ mà mình thích tại biệt thự Long Thần. Hắn đang loay hoay với ba con smartphone đời mới. Cái nào đây ta iPhone 7S Plus Gold, Galaxy Note 6 Diamond, Oppo, F1 Plus, PC. Nhạc chuông bài hang của BINGBANG vang lên. Alo. Hắn. Đang đau đầu có biết chọn điện thoại nào ra mắt cho quảng cáo lần tới hả? Ryan. Ung. Theo mày thì sao? Hắn. Nốt sáu Black Diamond đi. Ryan. Cảm ơn mà mày gọi tao có chuyện gì co. Hắn nhíu mày. Vài hôm nữa là 14, hai mày tự mà tính thôi tao cúp máy. Ryan nói rồi cúp máy hắn chả biết nói gì ngán ngẩm rồi thở dài rồi cầm ba con smartphone lạnh lùng rảo bước ra khỏi nhà. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.